có thể chứa nội dung không phù hợp cho trẻ em. Đây là cái game nha, Mặt Trăng Xe Ngựa vậy. Thôi xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ react về Harry Potter game. Mình rất là háo hức về nó, tại vì mình hôm qua mình có coi hai lần rồi, nhưng mà nay mình háo hức quá, mình coi lại và mình react lại cho các bạn. Rất là sung sướng, tại dù mình không phải là người chơi game và mình là người đọc Harry Potter rất là trẻ, đó là 30 mấy tuổi mình mới đọc. Hogwarts, công cú trong phương Tây, là biểu tượng cho sự thông thái, trong phải sự xui rủi như bên Việt Nam đâu. Harry Potter, thế giới Harry Potter, những cái hòm đựng trong đó những cuốn sách phép thuật không khí dây nhựa buộc ràng, bỏ trên cái xe ngựa, vong mã kéo đèn bay giữa mặt trăng trời đêm. Xe vong mã nghĩa là hình tượng rất là hay. Người nào mà từng thấy người thân mình bị mất đi thì mới nhìn thấy cái con vong mã nó kéo cái xe ngựa này, còn không là chỉ thấy cái xe ngựa nó bay giữa trời thôi. Và Harry Potter là luôn đi vào ban đêm, những thế giới phù thủy pháp thuật đi vào ban đêm, con cú nó bay đi kìa. Cái sự kết nối chung với nhau, chúng ta chia sẻ là di sản của thế giới này. Trường Hogwarts nổi tiếng thì mình nghĩ là J.K. Rowling đã lấy tên trường Hogwarts theo cái tên của trường đại học nổi tiếng nhất thế giới là gì? Harvard. Trường và bên cạnh dòng sông có những con thủy quái và tựa núi và đào sâu xuống là những cái đường hầm của Slytherin, nhà Slytherin đó, nhà rắn. Thì tại sao mình đọc Harry Potter mà trước đó mình rất là ghét đó? Rồi vong mã tới. Trước đó mình rất là ghét Harry Potter, thế giới Harry Potter nó làm cái gì mà nó cuồng, rồi nó làm những trò nhố nhăng ngoài đường, tụi con nít nó làm đầy ra những cái nón phù thủy pháp thuật, lại vẽ ra cái trò ăn tiền. Nhưng sau khi mình đọc top 10 cuốn sách làm cho con người ta khoan dung nhất thì Harry Potter và Lord of the Rings là top. Lord of the Rings thì quá dày và quá là kinh điển, không thể nào đọc hết. Mình đọc Harry Potter và trong vòng 1-2 tuần mình đã đọc hết rồi. Mình đọc trí tưởng tượng phát triển rồi mình mới coi phim, phim nó không có đồ họa bằng trong trí tưởng tượng. Thì cái game này nó làm cái trí tưởng tượng mình nó rất là thích hợp, giống như trong trí tưởng tượng mình về cái thế giới đó, rất là hay. Hogwarts 1800. Hello One, những bức tường ma mà, bức tường danh vọng hả? Thì vì sao lại ít cái bạn trẻ hay là bạn nhỏ đọc Harry Potter biết được rằng người sáng tác ra Harry Potter và J.K. Rowling tài dân gốc của gì? Amnesty International là tổ chức nhân quyền lớn nhất thế giới để bảo vệ nhân quyền trên toàn thế giới, và những cái hồ sơ ngược đãi và đánh đập nhân quyền và đưa vào cái tác phẩm này giống như câu chuyện cổ tích đời thường. Một đứa trẻ mồ côi cha mẹ luôn thấp bé và bị bỏ rơi như vậy mà vẫn có thể vươn lên thành công trong một cái thế giới ngoài đời thường, cậu ta không là gì cả, nhưng một trong thế giới phù thủy pháp thuật cậu ta là người nổi tiếng nhất. Đang đứng trên cái xe ngựa kìa. Trường Hogwarts này có cái truyền thống là chỉ nhận học sinh vào ban đêm. Trong cái Harry Potter nó có định nghĩa là máu buồn, half blood. Thì vì sao mình đọc vào đó mình có sự cảm thông chia sẻ, và sau này mình sẽ khoan dung với những con người khác biệt của mình chấp nhận họ, chứ không phải những cái đầu óc đóng máu buồn. Nó trên thế giới thì nó nói về cái sự phân biệt chủng tộc, racist này nọ, thì để mà chấp nhận sự khác biệt và hòa đồng, ôm tất cả mọi người vô như bản thân người ta đến từ những vùng miền khác nhau. Ai đang ngồi trên xe đây? Không phải Harry Potter, thế giới này là thế giới trước Harry Potter. Anh chàng đánh xe ngựa này không giống Harry Potter. Bạn không thể nào đăng ký tên Harry Potter vô game này, tại vì Potter là để ra sau. Thì đó, ở Việt Nam mình nó chưa có phân biệt chủng tộc. Tại vì sao? Nó chưa có chủng tộc nhiều, nó chỉ có vùng miền thôi, mà nó phân biệt vùng miền rất là lớn. Thì mình đọc xong cuốn này mình nói là tại sao những ông lãnh đạo cao nhất Việt Nam không đọc cuốn này, những ông bộ chính trị, những người ở các thành phố, để mà bỏ đi những cái phân biệt vùng miền trong cái hộ khẩu nè, trong sơ yếu lý lịch ba đời nè, con của Việt Nam Cộng Hòa dẹp, không được vô đi học, không được làm, không được vô nhà nước, không được vô biên chế, không được lên chức cao, việc kêu về không được làm quản lý, việc kêu về là no, con Việt Nam Cộng Hòa là no, cho dù họ rất rất là giỏi trên thế giới, họ rất là giỏi. Và đó, cái phân biệt vùng miền Hà Nội 1, Hà Nội 2, Sài Gòn, dân tỉnh, rồi hộ khẩu đó. Nếu như mà tất cả bộ chính trị và tất cả những cái ông lãnh đạo đọc cái Harry Potter để mà cái đầu óc cũng mở ra từ nhỏ, thì sẽ giáo dục cái căn phòng ánh sáng huyền thoại này, những cái nến bay lơ lửng này. Làm phim thì nó không thể làm ra được những cảnh thiệt như vậy, rất là khó, nhưng mà đồ họa nó làm rất là đẹp. Ngồi trong phòng ăn, những cái nến lơ lửng giữa trời soi sáng, phòng ăn rất là lớn, ăn chung để mà sinh hoạt chung trong đó, phòng ăn cũng là phòng họp rất là hay, để mà người ta có những cái học hỏi nhau từ những cái tương tác đó. Kiến trúc của phương Tây đẹp quá, cao ráo như nhà thờ. Trong đây cũng nó không nói về tôn giáo, nó rất là hòa đồng. A portrait, mỗi bức tranh nó sẽ nói, mỗi cái cầu thang xoay, cầu thang xếp bay rồi để đi tới mỗi nhà đó, nó sẽ thay đổi mỗi đêm. Quá hay. Mỗi hòn đá trong cái lô đài này đều có một câu chuyện của nó. Wow, thư viện kìa, thư viện đẹp quá. Xưa mình mê thư viện lắm, mà đọc hoài không ra tiền. Ở Việt Nam này đọc sách không ra tiền, những kẻ không đọc sách thì có nhiều tiền, như Độ Misi. Độ Misi nó là tao ghét đọc sách vãi chưởng, thầy bây giờ đâu cần đọc đâu, cứ lên nói bậy nói bạ nói nhảm. Và khi mà ở mức Độ Misi thì ảnh hưởng rất là lớn, nhiều bạn trẻ rồi vẫn giàu quá trời, siêu giàu so với tuổi trẻ của anh ta, anh siêu giàu, anh có tất cả. Không biết Độ Misi có chơi game Harry Potter không, biết gì về nó mà chơi. Chỉ biết chơi chửi chửi thôi chứ không biết gốc tích hay là nguồn gốc của nó, không có đọc sách về nó. Vừa cái sách bay tới,
Và những cái bộ giáp này ban đêm nó sẽ đi lại quanh quanh vòng vòng. Cái mũ phân loại, cái mũ này nó sẽ nói, nó sẽ định hướng, hỏi vài câu nó sẽ biết được bạn thích hợp cho cái ngành nghề gì, giống như là ADN phân tích của Bill Gates vậy đó, hay là biết mã gen hay nhóm máu để mà xác định người lớn lên sẽ làm này, thiên hướng này thiên hướng kia, ông già kia là có thể là một ông tên gì quên mất, nhưng mà ám chỉ một người con của pháp sư pháp thuật nhưng mà lớn lên không biết làm pháp thuật, đi làm gác cổng cho trường Hogwarts. Wow, ý tưởng con rồng đó đang ngồi ở hồ nước, có nhiều huyền thoại khác nữa. Cái thời này là thời mà Tom Riddle Voldemort chưa đẻ ra, chưa xuất hiện. Harry Potter mãi về sau, nơi mà bạn gặp những người bạn suốt đời của bạn, thì học đại học nó sẽ định hình con người và cuộc đời về sau, ngay cả trong đại học và pháp thuật pháp sư. Da màu, da trắng nè, có những cô nàng như Hermione là sẽ là gì, thích pháp thuật nhưng mà không phải là pháp thuật thuần chủng, nghĩa là pháp thuật lai, là một người phù thủy cưới một người dân thường gọi là máu buồn đó. Thì trong đó có cái thằng con của pháp thuật thuần chủng là thằng gì, thằng tóc trắng mình quên mất tiêu, tự nhiên quên mất, thì nó luôn luôn kỳ thị và nó tạo ra cái đẳng cấp nhóm hộ riêng của nó, vậy mà nó kỳ thị những cái đứa mà máu buồn đó, những đứa mà không phải con nhà pháp sư pháp thuật, những đứa máu buồn, những đứa máu lai, nó kỳ thị ra. Nhưng cuối cùng tụi nó mới là giống như là ám chỉ như phát xít Đức thuần chủng, Đức thuần chủng, nhưng mà bản thân Hitler lại, Hitler là người áo, Hitler cũng đâu phải thuần chủng đâu. Bởi vậy những đứa tự xưng thuần chủng và tự xưng ta đây này nọ thường là có gốc gác rất là tự ti, và nó đẩy lên đó phát triển cái khả năng pháp thuật. Bà này là bà này là giáo sư gì đây, bà giáo sư sau này là cái quản nhà của Harry Potter đó, những cái nồi pháp thuật à, chai độc dược, tình dược à. Giờ mấy em là thích bỏ tình dược vô, kiếm mấy anh chàng đẹp trai bỏ tình dược vô lắm. Buồn ngãi. Giáo sư Snape à, không phải à, và cô là trong nhà hoa nè, những con quái thú trong nhà hoa nhổ cái cây lên nhân sâm, nó kêu oái oái, nó lấy hình tượng nhân sâm của châu Á đó. Được đó. Có da trắng da màu nhưng nãy giờ không thấy châu Á. Con thú giống như những con tròn à, con Magus, Mekken Magus gì mà trong phim Life of Pi á, con hổ nó lên hòn đảo có những con nó chạy tới, nó đứng thẳng lên nhà vô cho con hổ ăn thịt. À, hú hồn thân hộ mệnh là mỗi người sẽ có một cái nỗi sợ, nhưng mà mình bắt đầu mình có cái lệnh là gì, ridiculous, lố bịch kỳ cục, nên là cái nỗi sợ nó biến thành một cái gì đó rất là kỳ cục, mình hết sợ, vượt qua nỗi sợ. À, cái gương làng Hogsmeade, làng Hogsmeade là một cái làng gần cạnh Hogwarts, có bán bia bơ nổi tiếng và sau này trà sữa Alley là nó lấy cái tên từ cái Alley là cái hẻm xéo, Diagonal Alley, hẻm xéo trong Harry Potter. Hẻm xéo là cái hẻm xéo của dân pháp thuật, như cũng ở thủ đô London Anh, nhưng mà cái hẻm đó chỉ dân pháp thuật mới vô được, vô trong một cái quầy bar rồi đi ra phía sau là hẻm xéo buôn bán những cái đồ bí ẩn bí mật. Thị trường đen, thị trường trắng cũng có, một thị trường đen cũng có trong cái hẻm xéo đó. Rồi những con ngựa bay. Con bằng mã, bằng mã có nhà văn Lý Lan dịch Harry Potter qua Việt Nam thì con bằng mã, con bằng mã nó sẽ bay để thoát Harry Potter khỏi cái tập máy, ông quên mất, ở cái tháp canh rất là cao. Con bằng mã đó là phải ve vuốt nó, nịnh nọt, nó chiều chuộng và trân trọng nó thì nó mới trở đi. À, đây là những tử thần thực tử nè, hút hết sinh khí linh hồn người ta, hút hết hy vọng sinh khí, hút hết nụ cười người ta. Thì mình so sánh tử thần thực tử với những người giá cán bộ nhà tù trại giam và những tên mà những tên công an mặc và những cái thế lực đen trên đó, thì chúng chính là những kẻ hút hết nụ cười của dân và hút hết hy vọng sống, nụ cười và sinh thực của dân. Tên cảnh sát, những tên trong phòng giam Việt Nam có rất là nhiều vụ là chết trong phường, mà đi lên phường chết, đi lên phường chết, thì những kẻ mà đóng vai đại bàng công an đó làm gì, nghi phạm vô, người ta là thân cô thế cô, dân đen vô là đưa những phòng riêng và những thằng đó đánh dân cho chết, rất là kinh khủng. Cho nên cái tổ chức nhân quyền thế giới là bà J. Caroline và đưa những hình ảnh đó, những tên cảnh sát ác ôn trên khắp thế giới, trên những thế lực đen của Tập Cận Bình, của những cái nước như Bắc Triều Tiên đó, chính là những cái gọi là giám ngục, những cái tử thần thực tử đó, gieo rất cái chết đến mọi nơi, hút hết sinh lực, hút hết niềm tin hy vọng và nụ cười của ta, nhưng không thể hút hết được hy vọng hết được đó. Những con tử thần thực tử nó bay đó, nó đèn đúa đó, nó thành tung bí ẩn bí mật, nó đáng ghét lắm. Tổ chức nhân quyền thế giới có thể nói là đứng sau cái này để mang đến một thế giới tốt đẹp hơn. Đánh con này là con gì ta, trong Harry Potter không nhớ con này là con gì. Bức tường xoáy, bức tường xoáy gặp trong đó có ngôi sao tam giác, hòn đá thần, chiếc áo khoác tàng hình và cây đũa phép, cây đũa phép cơm nguội, ba bảo vật của một con người để trường sinh bất tử là hãy sống vô hình. Rồi đã khép lại. Wow, xuống cái hang này là cái hang mà tập đầu mà Harry Potter bay xuống để lấy những cái chìa khóa đó. Những chìa khóa bay á, trong chơi trò Quidditch là sẽ giật được con chìa khóa bay nào nhanh nhất để bỏ vào cái cửa mở ra chơi bộ cờ cờ người. Mình rất là háo hức tại vì nó khơi dậy, nó sống lại cái trí tưởng tượng mình và những ký ức của mình đó, và mình muốn lan truyền cái đó. Muốn đồng hành cùng thế giới, về thế giới rất là thích cái này, mình cũng thích cái này. Không biết ở Việt Nam nó cùng có cùng cái này không, những huyền thoại. Không có chiếu ngân hàng á, ngân hàng London, ngân hàng của người phù thủy. Bắt đầu đánh con rắn à. Đi
xuống dưới hầm đánh con rắn hả? Giống như How to Train Your Dragon thì những con rồng đều là những con thú rất dễ thương. Có con thì thích nịnh, có con thích vuốt cầm, chiều chuộng vuốt ve âu yếm nó thì nó sẽ theo người thôi. Bản thân con thú dữ cũng như con người là quái thú quái vật mà những kẻ sát nhân quái vật ác ôn trong đó thì bản thân trong đó cũng là con người. Mình dịu dàng với nó thì nó cũng như ma bư vậy đó. Nó cũng có cái điểm yếu trong đó. Có nhiều quái vật ghê thế. Một anh chàng da màu thì racist chủ yếu này nó nhắm vào người da màu không à, chứ dân châu Á thì chữ ít bị racist. Người khổng lồ mũi tẹt đập trì. Bước lên cái đài này giống như trong Game of Thrones quá. Cái đài này giống như trong cái bà Game of Thrones mà trong cái phòng xong bà đốt hết tất cả đó, không cháy á. Khaleesi chàng bịt mặt này là ai? Chân thỏ hả? Đeo cái sọ của con gì ta? Wow, leo lên. Cái logo gì nè, ba cái chéo qua tam giác là logo của gì ta? Thế giới Harry Potter thì mình gia nhập nó hơi muộn nhưng mà mình rất là cảm nhận được cái đó. Một thế giới không phân biệt, chấp nhận sự khác biệt của người khác, đó là một thành công một thế giới văn minh. Ở Việt Nam này nó chưa có chấp nhận khác biệt đâu. Khác biệt tư tưởng chính kiến hả? Nó bắt khác biệt và nó định hình cái đẳng cấp của nó. À, ta đây là thuần chủng, ta đây là thủ đô, ta đây là này nọ. Để mà phân biệt với dân tỉnh hay cái chế độ hộ khẩu, chế độ sơ yếu lý lịch, nó phân biệt rất là ghê. Thì mình nhắc lại lần nữa là tất cả những kẻ cầm quyền ở trên, những kẻ bộ chính trị, những kẻ trong cái bộ máy thối tha đó, đọc Harry Potter từ nhỏ hoặc là đọc trẻ cũng được, để biết được chấp nhận sự khác biệt là gì và chấp nhận sao là gì, thấm nhuần thêm những cái tư tưởng văn minh thế giới. Chứ không phải thấm nhuần cái tàu lao. Cái mà thấm nhuần trong nước so là bảo vật á, thì nước ngoài nó coi là rác rưởi, là độc hại, là độc thư tà văn, giết người, hại đời con người, hại một đất nước. Bảo vật con khỉ, tư tưởng bảo vật này chứ. Con rồng nè. Con rồng này chỉ có Harry Potter mới bắt được con rồng nè. Con cua. Con nhện. Con nhện trong Harry Potter có đàn nhện khổng lồ bay tới đó. Chuyển 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 chuyển. Con gì giống con bọ cạp quá vậy. Những hình tượng ghê quá. Con rồng, con lửa. Hot wash. Không có cảnh dưới cùng với thủy quái bơi xuống nước để con thủy quái mang tay. Con cấp 3. Cái quyết định bạn chọn hôm nay sẽ định hình cái di sản của bạn tương lai. Hot wash legacy. Okay, chẳng phải Potter. Mình rất là háo hức, mình coi, mình rất thích là coi đồ họa những cái trailer này. Xin cảm ơn các bạn đã coi dĩ ác của mình về trailer game rất là mình háo hức xúc động này. Nếu các bạn ủng hộ mình xin hãy subscribe đăng ký mình. Xin cảm ơn nha. I love you.